Kênh Liên Quyến Hoa Cảnh xin mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Hôm nay tiếp đến nhà vườn chị Hương Đoàn Yellow Foil Hoa Giới Mỹ nha bà con. Những cái cây rất là đẹp, già cây. Xin mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn ạ. Xin chào chị Hương. Dạ em xin chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem lúc ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Hôm nay nhà vườn em có về một lô phôi giấy giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Mã số 1 thôi cô chú anh chị, cây bự to lực luôn. Mã số 1. Cây này có hoành cổ là 33, sổ đế là 53. Cây mã số 1, một cây đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 1 là 600 bao ship ạ. 600 cho mã số 1 bao ship luôn đế đặc. Tiếp theo lên mã số 2 nha cô chú. Mã số 2 thì cây này nó có bình cổ là 25, sổ đế là 46. Cây mã số 2 330 bao ship cho mã số 2. Tiếp theo lên mã số 3. Mã số 3 là một cây quái ạ. Mã số 3 thì cây này nó có bình cổ là 30, sổ đế là 55. Cây mã số 3 cây quái này 300 bao ship. Tiếp theo lên mã số 4. Mã số 4 này cô chú anh chị, cây này thì nó có vành cổ là 33, sổ đế là 46. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mã số 4 là 480.000, 480 bao ship cho mã số 4. Tiếp theo lên mã số 5 ạ. Mã số 5 thì cây này nó có vành cổ là 39, một cây bự cô chú anh chị. Dán bài, vành cổ 39, sổ đế là 55. Cái này em giao lưu là 450 bao ship ạ, cho mã số 5. Tiếp theo lên mã số 6. Mã số 6 thì cái này nó có vành cổ là 29, sổ đế là 60. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 6 là 370.000, 370 bao ship cho mã số 6. Tiếp theo lên mã số 7. Mã số 7 thì cây này dễ thương nha. Cây này thì có hoành cổ là 33, sổ đế là 45. Cây này là 230 nha cô chú anh chị, 230 bao ship ạ. Tiếp theo lên mã số 8. Mã số 8 nha cô chú anh chị. Cây này thì có hoành cổ là 30, sổ đế là 45. Một cây gù cục, cây này 400 cho mã số 8 nha, rất là đẹp. Tiếp theo lên mã số 9. Mã số 9 thì cây này có hoành cổ là 27, sổ đế là 55. Cây mã số 9 380.000, một cây quái đế đặc 380 bao ship cho mã số 9. Tiếp theo lên mã số 10. Mã số 10 thì cây này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 50. Mã số 10 330 bao ship cho chúng chị, 330.000, cây cực kỳ quái luôn, 330 cho mã số 10. Tiếp theo lên mã số 11. Mã số 11 thì con này to nha cô chú anh chị. Cây này có hoành cổ là 34, sổ đế là 55, một cây to dáng đứng luôn. Cây này đẹp ha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị 550. Mã số 11 là 550 bao ship, cây to bự. Tiếp theo lên mã số 12. Mã số 12 thì cây này có hoành cổ là 33, sổ đế là 45. Cây mã số 12, cây này thì 450 cho con này, mã số 12. Tiếp theo lên mã số là 13. Mã số 13 là cây một rễ quái nha cô chú anh chị, siêu quái luôn. Mã số 13 có hoành cổ là 29, sổ đế của cây này là 50. Cây này em giao lưu là 400 cho con này nha, 400 cho mã số 13, siêu quái luôn. Tiếp theo lên mã số 14. Mã số 14 thì con này dáng trực đẹp thôi cô chú anh chị, cái củ nó đẹp quá trời luôn rồi. Mã số 14 có bằng cổ là 32, sổ đế là 45. Cây đẹp luôn, cây này 360.000. Mã số 14 cây dáng trực 360 bao ship luôn cô chú. Tiếp lên mã số 15. Mã số 15 một cây to để đặt luôn cô chú. Cây này thì có bằng cổ là 30, sổ đế là 48 ha. Cây mã số 15, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000, 750.000 bao ship cho mã số 15. Tiếp theo lên mã số 16 nha cô chú.
Mã số 16 thì cây này nó có vành cổ là 34, sổ đế là 55. Một cây to bự lực luôn. Cây này là em giao lưu là 380 cho cây này nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã số 17. Mã số 17 thì có vành cổ là 36, sổ đế là 50. Một cây cao to lực luôn. Cây này đẹp quá nè. Cây mã số 17, 370 luôn ạ. 370 bao ship cho mã số 17. Tiếp theo em lên mã số 18. Mã số 18 thì cái này nó có vành cổ là 33, sổ đế là 60. Cây to lực luôn ha. Cây này 320.000, 320.000 bao ship cho mã số 18. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 thì cái này nó có vành cổ là 28, sổ đế là 50. Mã số 19 thì cái này em giao lưu với cô chú anh chị, cái này bợ đặc to luôn, cái này 370 luôn. 370 bao ship cho mã số 19. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 thì cây này là một cây đế đạt nè. Cây này nó có vành cổ là 37, sổ đế là 40. Cây to lực nha cô chú anh chị, vành cổ rất là to. Cây này em giao lưu là 340.000, 340.000 bao ship. Tiếp theo lên cây này là cây mã số 21. Cây này có vành cổ là 25, sổ đế là 45. Mã số 21, một cây quái 220 bao ship cho mã số 21. Tiếp theo lên mã số là 22. Mã số 22 thì cây này rất là to luôn. Cây này nó có vành cổ là 37, sổ đế là 55. Cây to bự lực. Cây này em giao lưu là 390.000 ạ. 390.000 bao ship cho mã số 22. Tiếp theo lên mã số là 23. 23 là một cây bệ đặc thôi cô chú anh chị. Cái này nó có vành cổ là 32, sổ đế là 48. Cây bệ đặc. Cái này em giao lưu là 400 cho con này luôn, cho mã số 23. Tiếp theo là mã số 24. Mã số 24 thì cây này có vành cổ là 30, sổ đế là 43. Một cây cũng lực bự luôn. Cây này 350 ạ. 350 cho mã số 24. Tiếp theo lên mã số 25. 25 là một cây quái nha. Cây này thì nó có vành cổ là 28, sổ đế là 50. Mã số 25, 220 bao ship ạ. Mã số 25 là 220 bao ship cho con này nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã số 26. Mã số 26 thì cây này nó có vành cổ là 30, sổ đế là 40. Cái này em giao lưu là 450 bao ship cho mã số 26 nha cô chú anh chị. Một cây đẹp nè, đế quấn luôn, 450 cho mã số 26. Tiếp theo lên mã số là 27. Mã số 27 thì cây này nó có vành cổ là 39, sổ đế là 50. Ôi cây này quá đẹp nha cô chú anh chị. Cây này siêu quá luôn á. Cây này 380.000. 380.000 á, bao ship cho mã số 27 luôn. Tiếp theo lên mã số là 28. Mã số 28 thì cây này có vành cổ là 28, sổ đế là 45. Cây này em giao lưu là 350. 350 cho mã số 28 ạ. Bao ship luôn. Tiếp theo lên mã số là 29. Mã số 29 thì cái này nó có vành cổ là 24, sổ đế là 50. Một cây đế đặc xoắn luôn, cây này rất là đẹp luôn nha cô chú. Cây này em giao lưu mã số 29 là 408 bao ship ạ. Cây rất là đẹp luôn, đế đặc dáng đứng luôn, 408. Tiếp theo là mã số 30. Mã số 30 cái này dán bay nha. Cái này nó có vành cổ là 26, sổ đế là 45. Cái này thì em giao lưu chi ăn 270 bao ship. 270 cho mã số 30 cũng là mã số clip. Em kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và em xin chào ạ. Rồi, em cảm ơn chị Hương, mến chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.